rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi có điều kiện qua chỗ triển lãm của Yên Phong Bắc Ninh. Thì tôi đang đứng trước một cái tác phẩm xanh khá là hoàn thiện rồi. Cái tác phẩm này thì là bác chủ cây bác dọn ra, dọn làm lại răm, cắt gọn răm lại với lại cắt hết lá đấy, nhìn khá là rõ đường thân. Cái màn này mặt sau con nhé. Cái cây này là cây rất già đấy, tuổi đời cao. Tác phẩm là Cây Xanh của anh Nguyễn Văn Sử, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Không biết có phải bác Sử Ba Thá không? Bộ chân bệ thì chạy rồi. Tuổi trộn rất cao. Đây các bạn nhìn này, dễ bệt hết này. Thật kinh nhau. Nhìn phê. Cái cây này là cây cổ, nên ra là tay cành cũng khá là tự do. Mà tôi nghĩ là cây này cây cổ, nên ra là anh em cũng không muốn muốn động chạm nhiều, chứ là làm bông răm cho nó ổn thôi. Đây bạn nhìn này, nó già đến răm này thôi. Cây rất già. Đây, nổ hết răm này. Đó. Cái mặt này là cái mặt trước các bạn. Tôi đi chậm chậm mới được thân cho các bạn ngắm. Thân nắc cũng khá là nhiều chiều. Đây, tôi chuyển luôn sang mặt sau, đi cái đường thân. Giá trị của những cái cây cổ này là ở giá trị ở những cái điểm này, nhưng mà bị cắt đi thì nói chung là thực sự phí này. Đấy, các bạn nhìn đi, từ những cái răm nhỏ tí cũng đã nổ và rất to, có nghĩa là bông răm này được làm từ rất lâu rồi, quý. Tôi thấy có một cái giai đoạn là anh em cứ cây cổ là lại cắt phá đi để làm luôn lực, để nguyên thì bán giá thấp, mà cắt đi thì lại được bán giá cao, thế là anh em thi nhau cắt.
cuối cùng là bây giờ những cây cổ còn lại như này là những cây có giá trị luôn. Tự nhiên nó thành độc, số lượng ít mà để làm được một cái bộ tay như này, để nó nổ ra như này thì chả cái gì có thể làm được ngoài thời gian. Mà thời gian thì của mỗi người là hữu hạn, không có ai có hai cuộc đời. Đó. Đây cũng là những cái tầm nhìn của những anh em mà làm cây sâu kinh nghiệm. Người ta chỉ bỏ những cái gì nó quá không hợp lý thôi, hoặc là nó quá gọi là cái ngây ngô đấy thì người ta bỏ thôi, chứ không phải là cái gì người ta cũng bỏ đâu. Đó. Đây là cách để những cái lứa sau học tập các bác biết là giữ lại những cái gì để kế thừa và biết phát huy và biết cải tạo. Nếu các bạn thích tác phẩm này thì mời các bạn tới triển lãm Yên Phong, hoặc là qua triển lãm rồi thì tới vườn của anh Nguyễn Văn Sử nha. Đây. Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.